Các bạn yêu đàn tranh Việt Nam thân mến, như các bạn đã biết, một trong những kỹ thuật của đàn tranh tremolo hay còn gọi là V1 dây được thực hiện bằng ngón trỏ. Không như các bạn nghĩ, kỹ thuật V1 dây bằng ngón cái chỉ được biểu diễn trên đàn tranh Trung Quốc, mà chúng ta còn có thể thực hiện trên đàn tranh Việt Nam nữa.